Thưa quý vị và các bạn, tại Kon Tum, thời gian gần đây, chuối là một trong những cây trồng được người nông dân lựa chọn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Gần đây, người dân đã nhân giống và đưa vào trồng giống chuối, nuôi cấy mô. Dù là mô hình mới, nhưng bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần đa dạng hóa cây trồng tại địa phương. Thông thường, chuối được nhân giống bằng cách tách cây con đã nhú khỏi mặt đất hoặc chẻ củ. Theo các phương pháp này, chuối trổ bông không đều và chưa đáp ứng yêu cầu thu hoạch đồng loạt. Qua thời gian nghiên cứu, Hợp tác xã Đức Hân ở huyện Ngọc Hồi đã mạnh dạn đầu tư gần 300 triệu đồng, xây dựng phòng nuôi cấy mô với diện tích 50m², có khả năng cung ứng 80.000 cây chuối giống mỗi năm. Hợp tác xã tập trung vào nuôi cấy giống chuối tiêu hồng, chuối già Nam Mỹ, chuối Tây Thái, trồng tại một số địa phương trong tỉnh. Ngoài ưu điểm sinh trưởng tốt, năng suất cao, chất lượng ổn định, kháng sâu bệnh, giống chuối nuôi cấy mô còn được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Đến thời điểm hiện nay thì cái mô hình trồng chuối của chúng tôi đang bước đầu đạt kết quả cao. Vì cây chuối của ở rất là phù hợp với đất trồng ở Tây Nguyên, của những Kon Tum nói riêng, của Tây Nguyên nói chung. Thứ hai đó là đầu ra nó rất đảm bảo. Cả cây giống lẫn như là cái kết quả của trồng quả của bà con, của trồng quả của hợp tác xã. Cái thứ ba đó là cây chuối là trồng giống rất là ngắn ngày mà chúng ta kết hợp có thể là trồng sen hoặc là trồng lưới ngắn nuôi dài. Thời gian nuôi cấy mô đến lúc cây chuối đạt tiêu chuẩn đem trồng mất khoảng 3 tháng. Tỷ lệ sống giống chuối nuôi cấy mô đạt gần 90%. Một số biện pháp thì chúng ta có thể áp dụng là hạn chế việc gây tổn thương cho bộ rễ trong quá trình rửa cũng như dăm cây. Cái thứ hai là chúng ta phải xử lý vật liệu để dăm cây. Thứ ba là đối với loại đất để vào bầu thì chúng ta phải ủ thật kỹ cùng với các cái chế phẩm sinh học thì chúng ta sẽ ủ thật kỹ để ức chế các cái vi khuẩn có hại. Cái thứ ba, thứ tư nữa thì chúng ta có thể phun phòng trừ theo khi mà cây đã bắt đầu bén rễ. Chuối nuôi cấy mô sau 3 năm trồng sẽ tiếp tục cho chuối con, giúp tiết kiệm chi phí cây giống. Theo giá thị trường hiện nay, mỗi buồng chuối già Nam Mỹ, chuối Tây Thái có giá khoảng 200.000 đồng. Chuối tiêu hồng khoảng 100.000 đồng một buồng. Với năng suất hiệu quả cao, nên nhiều hộ gia đình đã đưa giống chuối nuôi cấy mô vào sản xuất. Thì chúng tôi tiếp cận đến cái mô hình nuôi cấy mô cây giống chuối đây khoảng 2 năm, nhưng mới thành công được 1 năm trở lại. Và ban đầu chúng tôi vừa đi học hỏi, tiếp cận đến những cái chương trình của nhà nước, họ chuyển giao công nghệ hoặc là tập huấn. Thời điểm này thì chúng tôi vẫn tự tin đó là nắm bắt toàn bộ cái nuôi cấy mô của cây giống chuối và bước đầu đã thành công và đã xuất vườn được. Mỗi sản phẩm chuối nuôi cấy mô do Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ và Thương mại Đức Hân sản xuất có giá từ 7 đến 10.000 đồng. Với nguồn doanh thu có được, Hợp tác xã còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động phổ thông. Trung bình hàng ngày, vườn ươm của Hợp tác xã cần 5 đến 6 lao động để chăm sóc cây giống. Công việc ở đây thì chỉ chăm sóc vì vô bầu chuối, trồng chuối, chăm sóc tưới tắm. Rồi thì công về tiền công thì tầm cỡ từ 5 đến 6 triệu một tháng. Tôi đã gắn bó với xí nghiệp này cũng đã lâu lắm rồi. Hiện nay những diện tích trồng chuối tiêu hồng, chuối già Nam Mỹ, chuối Tây Thái được nhân giống theo phương pháp nuôi cấy mô của Hợp tác xã Đức Hân đều phát triển tốt. Hiệu quả bước đầu khẳng định tiềm năng của mô hình trồng chuối nuôi cấy mô, tiến tới mở rộng liên kết giữa các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, cung ứng giống, mở rộng vùng sản xuất, hướng đến canh tác bền vững.